Ở video này thì Thảo Dược Đức Thịnh sẽ trả lời thắc mắc và tư vấn khách hàng khi sử dụng sản phẩm trà giả cổ lam, hướng dẫn cách dùng trà giả cổ lam để điều trị men gan cao và mỡ máu cao. Bạn Linh ở Hạ Long có gửi câu hỏi như sau. Cháu là nam 20 tuổi, nặng 85kg, cao 1m74. Xét nghiệm bác sĩ chuẩn đoán là tăng men gan, mỡ trong máu, rối loạn lipid trong máu, đường trong máu hơn năm. Hiện nay thì không uống thuốc gì. Mẹ cháu 43 tuổi, nặng 59kg, xét nghiệm máu đường trong máu là 6,7. Hiện đang uống thuốc glucofamin 500mg, ngày một viên và mỡ máu cao, uống trà giả cổ lam thì liệu có hiệu quả hay không? Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Trà giả cổ lam có tác dụng hạ men gan, hạ mỡ máu rất hiệu quả. Do vậy, trong trường hợp của bạn và người thân thì sử dụng trà này sẽ có rất là có hiệu quả rất cao. Ngoài ra thì gần đây các nghiên cứu còn chứng minh rằng trà giả cổ lam còn có tác dụng ổn định đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường rất tốt. Chúng tôi khuyên bạn là nên hãy sử dụng trà giả cổ lam ngay hôm nay để thấy được hiệu quả của loại trà thảo dược này. Cách dùng giả cổ lam thì cũng khá đơn giản, ngày dùng từ 60 đến 70 g dưới dạng sắc nước uống hoặc là hãm nước uống thay nước hàng ngày. Để liên hệ mua trà giả cổ lam thì bạn hãy gọi đến số điện thoại là 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp công ty trà thảo dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ.